các bạn thân mến, cái việc đeo vòng cho con chim bảy màu con với cái mục đích là để giúp cho chúng ta phân biệt được cái lứa tuổi của con chim và phân biệt được bố mẹ của con chim, để sau này khi chúng ta nhân giống thì tránh cái tình trạng nó trùng huyết hoặc là đồng huyết. Cái việc mà giới thiệu về đeo vòng cho con chim ấy thì mình đã có làm một cái clip đăng trên kênh YouTube của mình. Tuy nhiên cái việc đeo vòng cho chim thì mình không khéo tay lắm, và ở trại mình thì bà xã của mình là một cái chuyên gia trong lĩnh vực đeo vòng cho con chim con. Hôm nay mình sẽ làm cái clip này để giới thiệu về cái việc đeo vòng cho con chim con khi nó được 90 ngày tuổi, và chuyên gia làm việc đấy là bà xã của mình. Mời các bạn theo dõi. Hy vọng rằng với cái việc đeo vòng cho con chim ở trại mình thì nó sẽ giúp ích cho các bạn khi mà chúng ta có con chim con, chúng ta sẽ đeo vòng cho nó. Ok các bạn, mời các bạn theo dõi nhé. Rồi như vậy thì mình bắt đầu các bạn. Mời các bạn theo dõi cái việc đeo vòng của chuyên gia đeo vòng chim ở trại mình các bạn nhé. Chuyên gia đeo vòng chim. Đây là cái vòng chim mà mình để sẵn trong cái sợi dây vậy nha các bạn. Và con chim thì thường là mình đeo vòng một cái chân của nó, tùy theo các bạn muốn đeo chân nào cũng được, nhưng mà với mình thì mình chỉ đeo duy nhất là cái chân này là chân trái hay chân phải ta. Đấy, khi mà mình bắt con chim lên là mình cầm cái chân nó như vậy nè các bạn, là cái chân nó xếp thẳng vậy á, là mình cứ cho cái vòng vô thôi, cho cái vòng vô rồi mình kéo đều mấy cái ba cái chân trước của nó, mình kéo nhẹ nhàng xuống và mình xoay cho nó tròn tròn vậy, cho nó đưa cái chân sau của nó ra thì mình kéo lại vậy, thế là xong nha các bạn. Rồi mình nếu mà mình kỹ chút nữa thì mình vuốt vuốt cái chân của nó cho nó máu, cho nó chảy đều á, thế là xong. Thế là xong một con chim rồi đấy. Cái công việc rất là nhanh gọn các bạn nhé, chuyên gia thì làm nó nhanh hơn mình. Các bạn lưu ý là con chim bảy màu nó có 4 cái ngón đấy. Đây các bạn thấy xiết một cái ngón nó lại, sau đó thì còn 3 ngón mình bóp cho nó gọn lại, mình cho cái vòng nó vào. Đúng có không? Con đưa thẳng vậy đó, có con nó đưa thẳng ra thẳng rồi mình ngón. Đeo vô luôn. Còn một cái ngón thì mình xiết nó cho nó sát với cái chân của nó, xuôi với cái chân của nó. Đấy các bạn thấy công việc rất là gọn gàng. Có 10 ngày tuổi là đeo rất là vừa nha các bạn, rất là vừa dặn. Nhỏ quá thì sợ nó tuột ra, còn mà nó già quá thì nó hơi đau đường nhịp nó. Đấy xong rồi các bạn. Đây, xong. Đó. Đấy, này thì xong. Hôm rồi đeo được 2 con, bây giờ mình đeo tiếp 2 con nữa. Hôm trước mình đeo 2 con thì nó hơi to hơn trước, nó hơi nhít lên trước. Rồi bây giờ mình trả nó về. Đấy, xong. Trả nó về vị trí cũ. Trả về ở cho nó. Ở đâu mấy con? Lùng. Ở này được 4 con các con ơi. Ở đây được 4 con nha các bạn. Ừ. Chim nó màu vàng, có một con. Này là vàng hết không? Có con này sao thấy nó đen vậy? Cũng con màu xanh. À vậy là 3 con vàng, con xanh. 3 con vàng, con xanh. Nó nhỏ là nhỏ. Chim nuôi bố mẹ nuôi rất tốt các bạn nhé. Phải công việc của mình là mỗi lần đeo vòng chim á là mình có ghi vô sổ đàng hoàng nha các bạn. Ghi sổ để biết nó là con của con nào và đeo vòng số mấy. Còn nữa khi mình kết hợp nó thì mình biết, không để cho nó trùng huyết. Mình đeo con chim xong này trước đi. Các bạn thích đeo ngón nào thì tùy các bạn thôi. Đeo chân trái hay chân phải gì cũng được, tùy. Các bạn thích đeo cái chân nào thì tùy. Chân trái hay chân phải gì cũng được cả. Cái quan trọng là cái vòng nó có số. Ở đây thì mình xài vòng sắt bằng laser, các bạn dùng bằng gần nhôm các bạn nhé. Cho nên mình có cái ký hiệu trên đấy. Cái ký hiệu của vòng ở trại mình là viết tắt là chim cảnh Trà Vinh nha các bạn. CCTV và sau đấy là con số. Cái con số đấy là để mình phân biệt cái
Nghe thấy không ha? Cái ngày của nó. Đây là cái dòng chim của mình nè các bạn. Nè, có chữ và có số đàng hoàng. Thấy không? Thấy cái dòng chim đó nè. Thấy không? Thấy. Nè, có chữ và có số nè ha. Đấy, chữ và số đàng hoàng. Đeo chân tà trái chân phải thì tùy thích các bạn. Thấy các bạn thấy bốn cái ngón thì có một cái ngón là có ngón ra ngoài sau thì chiết ra lại sau đúng không, là ba ngón này đi thẳng ra ngoài trước nè. Ba ngón thẳng ra trước, mình nắm ba cái ngón này cái mình xây cái này cái là cái chân nó thì cái chân nhỏ này kéo cái chân sau này ra cái là xong. Cái xong còn nữa các bạn. Ở đây thì mình xài cái vòng là 2.5 ly các bạn nhé, 2.5 ly. 2.5 ly thì cho con chim 7 màu 9-10 ngày tuổi là đeo là vừa nhất. Nó nhỏ quá thì nó đeo nó sẽ bị rớt ra, còn nó lớn quá thì đeo rất là khó, đau rất là đau con chim. Cho nên nếu mà các bạn nào mà đeo làm vòng 2.5 ly thì con chim cỡ 8-9-10 ngày tuổi chúng ta đeo là vừa. Xoay vậy nó rút cái chân này nó ra rất nhanh rất gọn các bạn nhé. Vuốt nhẹ chân nó cho nó massage, thì massage nó cho nó đỡ đau. Rất nhiều gì nó cũng có đau nhưng đó. Cho nên cái việc đeo vòng chim như thế này thì các bạn khi mà sử dụng con chim của mình á thì các bạn yên tâm, nó sẽ tránh bị cái trùng huyết thì nó không cùng bố mẹ đâu. Khi mình chia sẻ cho các bạn thì mình sẽ chú ý cái chỗ này rất nhanh các bạn nhé. Và như mình chia sẻ cái việc cái tác dụng của đeo vòng cho con chim á, đeo nhẫn cho con chim á, thì ngoài cái việc để phân biệt cái tuổi nó ra, rồi tránh cái trùng huyết, cận huyết khi mà mình phối giống đó, nó còn có tác dụng nữa. Các bạn chú ý là nó coi như là một cái vật trang sức trong chim mình. Ở nước ngoài thì người ta gọi là đeo nhẫn. Khi con chim mình nó có cái vòng này, nó lớn lên rồi nó có mang cái vòng này, mình thấy con chim nó tăng cái vẻ đẹp lên, tăng cái giá trị con chim lên. Rồi xong rồi mình trả nó về. Rất là nhanh các bạn nhé, bốn con đều rất là nhanh. Có 9 ngày hả? Đã 13 hơn rồi. Thì theo con nha, có ổ thì nó hơi lớn. Rồi, tiếp tục. Ổ đó mấy con? Ổ này 4 con, ba con xanh và một con siêu. Ba con xanh nữa là con của nó, còn con siêu là con của con khác gửi qua. Con của bạn nào đó? Nhớ chưa? Bây giờ để con siêu cho đeo tâm đeo con xanh trước. Cái ổ này 4 con nha các bạn. 4 con này thì các bạn thấy 3 con xanh, 3 con xanh thì bố mẹ nó xanh, 3 con xanh này là lít hết các bạn nhé. Và có con siêu. Con siêu này là bố mẹ của nó là con vàng các bạn, con trống đẹp. Rồi khi các bạn chú ý là khi các bạn gửi chim từ ổ này sang ổ khác thì các bạn phải làm giống nha. Các bạn ghi sổ, nếu mà các bạn hay quên thì ghi sổ. Ghi sổ là nó từ con nào qua. Và trước hết nếu mà gửi trứng thì làm dấu cái trứng, còn nếu mà gửi con thì các bạn chú ý nhớ để khi mà khi nó lớn lên chúng ta đeo, khi chúng ta đeo vòng chúng ta phân biệt, và đồng thời khi nó lớn lên chúng ta biết được nó là con của ai. Chứ có nhiều khi mình không có ghi sổ là mình không nhớ đấy các bạn, không nhớ thì nó dẫn đến cái tình trạng là nó không phân biệt được bố mẹ của nó. Đây các bạn thấy siêu rất tuyệt vời nhé, con vàng, cặp vàng, vàng DF và con mái cũng vàng. Tuy nó nhỏ nhưng mà cái chân nó cũng hơi ú nữa không? Ừ. Nhỏ ngày á.
Còn có con nó lớn ngày chứ mà khi chân cái teo rồi nó nhỏ, cái chân nó nhỏ. Còn cái con này coi vậy nó nở sau, cái mấy con mình đeo vừa đeo nãy một hai ngày mà chân nó to chứ nó cũng hơi khó đeo. Như vậy thì cái vòng 2 ly 5 này, 2 ly rưỡi này là mình đeo con chim từ 7 cho đến 11, 12 ngày tuổi. Ừ, đấy, cũng được. Bây giờ là mình có bạn vậy các bạn nhé. Thôi vậy chứ đôi lúc cũng hơi khó nha các bạn. Lúc mà nó chân nó chịu thẳng ra, nó không có dễ dụa thì đeo rất là dễ. Có con mình để vô cái nó im ru, có con thì nó cũng hơi lung tung. Nhưng mà dẫu sao thì cỡ này. Như vậy thì dạ, với cái kích cỡ vòng thế này thì dao động từ 7 đến 11 thì 2 ngày thôi. Từ 7 đến 11 ngày. Cái điều đó thì tùy vào cái size của con chim, tùy vào bố mẹ của nuôi nó. Nếu mà các bạn thấy nó lớn chút thì đeo hơi sớm chút, 7-8 ngày. Còn nếu mà thấy nó hơi nhỏ chút thì 10-11 ngày ngày. Để cơ động vậy chứ không nhất thiết phải cố định một cái ngày nào các bạn nhé. Đúng rồi, phải cố định nhiều khi cái con nó hơi, chân nó hơi to, mình đeo nó hơi đau. Bạn thấy không? Xây vào gì một cái là cái chân này nó vung ra liền. Chân nó mềm rồi. Bằng siêu, bằng siêu đeo các bạn. Bằng siêu nữa. Siêu thương quá em. Bé hơn. Chân cũng hơi bé hơn rồi thôi đeo luôn. Sẵn hai anh, ba anh đeo giờ đeo cho con luôn nha. Chân bé, chân này còn hơi bé. Ừ. Siêu nó hơi nhỏ con ha. Nhưng cỡ này thì cũng được rồi nè, lần trước cũng đeo nó mấy cái con kia nó hơi nhỏ nhưng mà nó cũng không có thấy nó dùng. Mình sợ giờ nó dướng cái móng. Đây này thì cho nó dễ. Đó, vậy là xong rồi các bạn. Vậy là xong. Xong cho em siêu. Em siêu nhỏ quá. Bố mẹ cho ăn rất tốt. Cũng bường chạy dưới nha. Từ con. Rồi, xong hết rồi. Xong ổ này còn ổ 40 nữa. Trả nó về bố mẹ nữa. Rồi, còn một tổ nữa. Một tổ nữa là có thể đeo được. Còn tổ này nữa. Bốn con. Bốn con đó là vàng hết. Bố mẹ của nó là vàng hết. Bốn. Cùng ngày với chim mà nó nuôi con nó tốt hơn, tốt hơn chút, nó phải to hơn. Đều ha? Đều. Rồi bây giờ làm chậm chậm chút đi, chậm chậm chút đi cho mọi người có chú ý. Bây giờ đầu tiên là bắt chim mình quay đầu vòng đây. Ở trong cái tay của mình thì mình kéo cái chân này ra. Cái chân này ra thì mình nắm cái ngón này, ba ngón này nó sẽ như thế này, nó thẳng như vậy. Cái ngón mình kéo vô trong này là cái ngón này mình gọi là ngón út. Cái út thẳng vô cái chân của nó thì ba cái ngón còn lại phía trước thì nó sẽ thẳng ra vậy đó các bạn. Cái mình chỉ cần đưa cái vòng vô thôi. Mình đó mình đưa vòng vô tròn ba cái ngón này, cái mình nắm cái ngón chân này mình kéo nhẹ nhẹ vô. Mình kéo từ từ cái là đây. Đây nó như thế này. Mình kéo từ từ vô, nếu mà mình rút cái ngón út ra phải không? Cái mình xoay cái này, cái là nó cái vòng nó chạy lên nè.
xẻ lên là cái ngón này ngón út của nó sẽ vừa tới đây, mình rút nó ra thôi. Mình cho cái vòng trở lại đây, mình rút thuốc cái chân nó cho nó đeo xong là coi như massage chân đó, massage chân tới tí cho nó đỡ đau. Đỡ đau. Nếu mà cái con chim nào nó hơi to con, cái chân nó hơi lớn chút thì nó hơi đau một chút. Có con nó la đó, cái con nó la lớn lắm. Là chủ yếu 4 là bốn con vàng nha các bạn. Bốn con vàng này thì các bạn thấy có con vàng này vàng tươi nè, các bạn thấy không? Này, cái màu vàng nó sáng, sáng hơn ha. Sáng hơn. Nó vàng tươi đấy. Còn như em này nè, em này nữa là vàng hơi sậm nè. Đấy, mấy con này cũng vậy. Đúng rồi, ba con này tươi nhất. Chị này hơi nhít chút nè. Đeo vòng cho chim nó quan trọng lắm các bạn. Nó có nhiều cái tác dụng rất là hay như mình đã chia sẻ với các bạn ấy. Vòng thì có nhiều loại nữa các bạn, mà nuôi ít thì chúng ta không nhất thiết phải làm cái vòng bằng nhôm và khắc bằng laser như thế này, bởi vì cái này giá thành nó rất cao các bạn ơi. Các bạn có thể làm bằng vòng nhựa cũng được. Vòng nhựa thì mình phân biệt nó bằng màu, nó rất là nhiều màu sắc vòng nhựa ấy. Nó rẻ, giá thành nó thấp lắm, có 2-3 ngàn gì một vòng à. Mà nó có nhiều màu thì mình phân biệt bằng màu qua màu sắc thôi. Ví dụ cái tổ này là nó màu, mình đeo vòng màu xanh thì đầu kia đeo màu vàng, giống như bằng vòng nhựa đấy. Rồi mình có chia sẻ cái dòng ở trên Shopee và Lazada, các bạn cứ có nhu cầu thì các bạn cứ vào đấy xem. Còn vòng này thì các bạn phải đặt. Anh em trên Sài Gòn thì có số anh em chuyên làm cái này và giá thành nó rất là cao các bạn nhé. Một cái vòng như thế này mà khắc xong rồi đấy phải trên 10 nghìn. Bây giờ 16 nghìn gì một vòng đấy. Cho nên các bạn thấy con chim mình khi mà mình nhân giống ra ấy, khi được trở thành con chim hoàn chỉnh ấy, nó là cả một cái vấn đề công phu lắm nha các bạn, và rất nhiều chi phí cho nó, chứ nó không chỉ đơn giản là nó ăn xong nó lớn đâu các bạn. Ví dụ như đeo cái vòng này là các bạn thấy nó mang trên mình nó là 15 nghìn rồi đó. Mà mình nuôi nhiều thì mình mới khắc cái vòng này được, bởi vì khắc cái vòng này thì ít thì anh em không có nhận, phải cỡ 50 vòng trở lên hay sao ấy thì mình làm lần tới 300 cái không mà anh em mới nhận, là ít nhất là cũng khoảng 100. Ở đây mình làm thì một lần 100 trở lên rồi đặt tới 300 đó. Đào là cái anh này là hẳn là những chừng nó hơi to. Đấy, rồi, xong rồi các bạn. Ăn cho con ăn đầy á, sợ luôn. Cho ăn vậy bởi vì bốn con chim này đều cân, nó rất là đẹp. Rồi, sẽ ăn cho bố mẹ nha. Rồi, con cũng hết con xong rồi đó. Đẹp rồi đó. Con đeo vòng đẹp giá đẹp trai đấy nha. Rồi. Các bạn cũng thân mến, và bây giờ mình xin tạm dừng video tại đây. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với kênh YouTube Chim Cảnh Trà Vinh, Chim Cảnh Thú Cưng. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye các bạn.